Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ thông báo với các bạn là sẽ có trả lời câu hỏi các bạn đây. Thì mình sẽ tìm ra hai bạn trả lời câu hỏi sớm nhất và chính xác nhất các bạn. Thì câu hỏi này sẽ nằm ở đâu các bạn? Thì câu hỏi này sẽ là tìm chữ y chang như những cái event trước các bạn ơi. Các bạn tìm chữ xong các bạn sẽ ghép những chữ cái đó thành những chữ hoàn chỉnh đúng với quy định của mình đưa ra trong ô các bạn ơi, điền cho chính xác. Đó, thì những cái chữ này sẽ nằm ở đâu các bạn? Nó sẽ không nằm ở clip này các bạn ơi. Nó sẽ nằm bên clip ID mùa 17 của mình nha. Thì mình sẽ đăng clip ID trước và cái clip này sẽ sau các bạn. Đó, nên các bạn sẽ vào là xem lại clip ID các bạn ơi để tìm ra số chính xác và quay lại đây comment các bạn. Và mấy bạn chỉ cần comment chữ dự đoán của mấy bạn nha. Và thể lệ mình chấp nhận như thế nào là bạn nào trả lời chính xác nhanh nhất và cái comment đó không bị spam nha các bạn. Và điều thứ hai là nó sẽ không có bị chỉnh sửa nha các bạn ơi. Ví dụ như mấy bạn trả lời trước và cảm giác sai thì mấy bạn cứ comment trả lời lại, chứ mình ha không có chấp nhận những cái comment sửa nha. Tại vì lúc trước nhiều bạn cũng đã ý kiến như vậy, nói bạn trả lời sai, các bạn quay lại sửa thì cái thời gian nó hiện thông báo lên nó sẽ sớm. Nên bây giờ mình sẽ không chấp nhận những comment nào mà sửa các bạn. Ví dụ như bạn trả lời trước sai thì bạn comment lại, trả lời lại nha. Và mình sẽ chọn ra hai bạn, bạn trả lời nhanh nhất thì mấy bạn sẽ được 10 lượt nhập. Bạn thứ hai thì sẽ được 5 lượt nhập các bạn ơi. Còn những bạn khác ví dụ như không may mắn thì mình sẽ tìm ra những bạn nào trả lời đúng mà cũng nhanh nhanh tí thì mình sẽ tặng cho mấy bạn mỗi người một lượt nhập nha. Đó. Thì các bạn quay lại clip ID mấy bạn xem nha. Dọc dọc clip sẽ có những cái chữ cái là mờ 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 đi. Bạn vào mấy bạn ghép nha. Thì cái chữ khung chính xác thì mình sẽ để ở cuối video này các bạn ơi. Thì mấy bạn cứ điền vào trong cái ô đó cho chính xác nha các bạn. Thì hôm nay mình nhập lại tiếp tục nhập mã cho mấy bạn comment không bị spam các bạn ơi. Và mình cũng nhập cho một số bạn bị spam á. Farm mà mình không thiện thông báo mình sẽ không thông báo được mình vừa giúp mấy bạn nha. Rồi không biết thế nào rồi mấy bạn đó quay lại xem rồi nói mình không giúp mấy bạn đó nữa mày. Tại vì có khi họ ghé nhau họ xem một lần rồi họ bỏ ra không có xem nữa các bạn ơi. Họ chỉ vào giống như dán cái link rồi họ sẽ thoát ra không có xem các bạn. Còn ví dụ như bạn tập bay này nè, đó mấy bạn comment là chữ chung khoảng cách chữ sức mã link nên xong bị farm các bạn. Thứ hai là bạn này sẽ có xem clip của mình và nghe mình nói. Đó. Nên mình sẽ ưu tiên mình giúp đỡ cho những bạn xem clip của mình, ủng hộ mình và comment không bị spam nha bạn. Này giống như bạn Nguyễn Khanh đó là bạn ơi. Chung sức cách này kìa. Nói chung là không bị spam thì mình sẽ giúp mấy bạn nha. Còn những bạn bị spam thì mình cũng có giúp nhưng mà sẽ ít hơn những bạn kia bạn. Thì các bạn gán tham gia sự kiện này bạn ơi, 10 lượt nhập thì cũng tầm mười mấy 20 quân quy các bạn ơi. Đợi lúc được 3 quân quy có lúc 1, đa số là 2 mà. Nên ngày mai mình sẽ chọn hai người nha, còn những bạn kia thì mình sẽ nhập một lượt các bạn ơi. Để cho có sự cạnh tranh nhanh nhất và thứ hai các bạn. Còn những bạn nào mà chuẩn bị lấy dược kim đó, thì các bạn hàng ngày các bạn đón xem clip của mình. Đó, khi mình đăng clip các bạn tranh thủ vào comment xem video 1, 2 phút, 3 phút các bạn. Comment cho đúng các bạn ơi. Chữ chung khoảng cách chữ sức mã link. Đó là sẽ hiện, chắc chắn nó sẽ hiện lên trên video của mình. Nó sẽ không có bị spam các bạn. Rồi mình sẽ giúp các bạn. Thì từ đây tới cuối tháng cũng còn khá xa các bạn ơi. Còn mười mấy ngày nữa. Cơ hội nhận skin của bạn vẫn còn nha. Còn tới lúc nào mà cuối cuối rồi mà những bạn nào còn khoảng vài chục quân quy thì mình sẽ tập trung mình dồn hết cho những bạn đó các bạn ơi. Còn những bạn mà mấy trăm mà không kịp, 100 hay là 200 gì không kịp thì mấy bạn thông cảm, mình sẽ dồn cho những bạn nào mà lấy được skin luôn. Cho bạn nào lấy được lấy chứ chia chia ra cũng nhiều bạn sẽ không lấy được. Còn những bạn nào mà hiện giờ đang còn mười mấy 20 lượt thì bạn cứ comment bên dưới nói mình sẽ tặng cho bạn thêm một hai lượt nữa lần cho nó sẽ nhanh được nhanh được chinh phục các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại nha bạn. Nhớ tham gia trả lời câu hỏi nha bạn ơi. Bye bye các bạn nha.